Xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 bộ môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 3. Đề bài thực hành lần này là các em sẽ thực hiện chiếc lọ thần kỳ với hình thức sẽ làm theo nhóm. Chiếc lọ đầu tiên là chiếc lọ nhắc nhở. Các em sẽ viết vào những mảnh giấy những điều tốt đẹp em làm được và nhận được trong ngày rồi bỏ vào trong lọ. Bất cứ lúc nào em cũng có thể lấy ra và đọc lại chúng. Đọc xong lại cho vào trong lọ. Điều này để nhắc nhở em luôn nghĩ đến những điều tích cực. Chiếc lọ thứ hai là chiếc lọ thú vị. Viết vào mỗi mảnh giấy một điều giản dị làm em thích thú rồi bỏ vào trong lọ. Khi cần, em hãy lấy ra một mảnh giấy bất kỳ và tự thưởng cho mình niềm vui đó. Chiếc lọ thứ ba là chiếc lọ thử thách. Em sẽ viết vào đó một từ chỉ tính cách tốt đẹp. Mỗi ngày em sẽ lấy ra một mảnh giấy bất kỳ, xem từ nào xuất hiện thì suy nghĩ xem hôm nay chúng ta nên làm gì để đạt được tính cách đó. Chiếc lọ cuối cùng là chiếc lọ cười. Mỗi mảnh giấy sẽ tương ứng với một kiểu cười. Những lúc em thấy không vui, hãy nhặt một mảnh giấy và cười một điệu cười được ghi trên đó. Về tiêu chí chấm thì chúng ta sẽ có những tiêu chí như sau. Đầu tiên là chuẩn bị dụng cụ, gồm có lọ, giấy thủ công, que kem, keo dán, hộp nhựa, giấy nót hoặc là ri băng. Quy trình thực hiện một chiếc lọ thần kỳ, yêu cầu cần đạt. Thì chiếc lọ đã được trình bày và trang trí hoàn chỉnh. Về thái độ thì đặc biệt chú ý đến an toàn lao động, vệ sinh nơi làm việc. Cuối cùng là tổng đánh giá. Chúng ta sẽ có hai mức độ. Mức độ số 1, về phần dụng cụ phải chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu. Quy trình thực hiện thì trình bày đầy đủ. Yêu cầu cần đạt thì sản phẩm phải đúng với yêu cầu và trang trí hoàn chỉnh. Thái độ: sử dụng đồ dùng an toàn và dọn vệ sinh khi hoàn thành. Ở mức 1, chúng ta đạt tổng đánh giá là đạt. Sang mức độ số 2, chuẩn bị dụng cụ. Các em chuẩn bị còn thiếu một dụng cụ, một vật liệu theo yêu cầu. Quy trình thực hiện: thiếu bước trong quy trình. Yêu cầu cần đạt của sản phẩm: không hoàn thành sản phẩm theo thời gian quy định. Về thái độ: sử dụng đồ dùng không an toàn, không dọn dẹp vệ sinh khi hoàn chỉnh. Ở mức độ này được đánh giá là chưa đạt. Tổng kết quả đánh giá: đúng một trong bốn chủ đề mà sách giáo khoa đã gợi ý. Sản phẩm trình bày phải rõ ràng, có bỏ trong lọ những mảnh giấy phù hợp với nội dung. Chúc các em hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình.